Thưa quý vị và các bạn, trong vòng 2 tháng qua, trên địa bàn huyện Văn Lâm đã xảy ra 5 vụ cháy. Mới đây tại xã Trường Trắc xảy ra cháy chợ Ngọc Lịch, thiêu rụi 70 gian hàng. Qua ghi nhận nhanh của các phóng viên thời sự, một số cơ sở trên địa bàn huyện Văn Lâm đã quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục để ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra. Chợ Như Quỳnh lớn nhất huyện Văn Lâm, rộng trên 6.000 m2 với 185 ki-ốt. Đội phòng cháy chữa cháy của chợ có 8 thành viên được tập huấn đầy đủ thường xuyên, 16 camera giám sát 24/24 giờ. Hệ thống điện tự động đóng điện toàn chợ lúc 4 giờ sáng và cắt điện lúc 8 giờ tối. Các tiểu thương không được tự ý lắp đường điện riêng, không nấu ăn, thắp hương trong chợ. Mỗi hộ kinh doanh đều tự trang bị bình chữa cháy riêng. Tuy nhiên, việc sử dụng không phải ai cũng thuần thục dù đã được tập huấn. Cái là bình này mới mua đầu năm, trước là cũng biết dùng đây, kiểu cứ lâu lâu rồi không nhớ. Bây giờ để phải phòng cháy giữa cái ổ điện là mình phải cách xa quần áo ra này, rồi bình chống cháy phải để ngoài này, thì có gì là mình xử lý cho nó dễ. Do từng xảy ra cháy năm 2005 nên vấn đề chống giặc lửa ở chợ Như Quỳnh đã được quan tâm. Tuy nhiên hiện nay đường ống dẫn nước chữa cháy của chợ đang bị xuống cấp, chỉ còn 2 trên 12 điểm lấy nước có thể sử dụng. Chợ Như Quỳnh là được xây dựng từ năm 1997, do thời gian lâu ngày cái đường ống nó bị oxy hóa và nó gây tắc và bị bẹp. Cũng mong là các cấp chính quyền quan tâm và hỗ trợ về kinh phí để ban quản lý chợ cho cải tạo lại cái hệ thống chữa cháy. Ngoài 4 chợ lớn và hàng chục chợ dân sinh, 24 cơ sở karaoke ở huyện Văn Lâm cũng là điểm nguy cơ cao về cháy nổ, được thường xuyên kiểm tra. Cơ sở này được đánh giá thực hiện khá tốt các quy định với hệ thống báo cháy, chữa cháy hiện đại, có 2 hệ thống nước chữa cháy độc lập, 3 hệ thống thoát hiểm ra bên ngoài. Phòng chống cháy nổ không những là trách nhiệm và quyền lợi của chính bản thân cơ sở, bởi vì trong đó gia đình người thân đang sống ở đây và phải đảm bảo cho đến khách hàng. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng thực hiện tốt các quy định. Mới đây nhất, huyện Văn Lâm tạm đình chỉ hoạt động và hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt 46 triệu đồng đối với cơ sở karaoke Luxury ở xã Lạc Hồng do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Do cái ý thức chủ quan của người đứng đầu cơ sở, người ta chưa thực sự quan tâm, chưa thực sự ý thức được cái nguy hiểm cháy nổ nó như thế nào. Từ cái ý thức đó dẫn tới những cái hành động, những cái ý thức chấp hành về từ việc sử dụng điện, rồi các cái quy định về an toàn phòng cháy cháy thì cũng bị lơ là. Chính vì vậy mà mới dẫn tới một số cái vụ cháy đáng tiếc xảy ra trong thời gian vừa rồi. Giặc lửa sẽ được ngăn chặn khi có sự vào cuộc tích cực, sát sao của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng như ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy của người dân được nâng cao hơn nữa.